Hi, mình xin chào cả nhà nha. Mình là ẩm thực miệt vườn đây. Lời nói đầu tiên, mình xin chúc cho cả nhà luôn bình an, thật là nhiều sức khỏe, mọi việc hanh thông và vạn điều như ý nha cả nhà nha. Thì hiện tại mình đang ở bến phà chợ Vàm các bạn. Bến phà chợ Vàm, phía bên đây bờ là tỉnh Đồng Tháp nha các bạn nha. Phía bên kia bờ sông Mekong là tỉnh An Giang các bạn. Thì hôm nay mình có chuyến đi viếng bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang Châu Đốc nha các bạn nha. Thì hiện tại là mình đang ở bến phà chợ Vàm. Con sông này là con sông Mekong nha các bạn nha. Con sông rất là lớn và cũng rất nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á luôn các bạn ha, và thế giới luôn. Đó, con sông Mekong. Và cái bến phà này nó cũng rất là lớn các bạn. Thông thường thì những cái bến phà mình nhìn từ bên đây bờ nè, mình nhìn từ bên đây bờ mình có thể nhìn thấy qua tới bên kia bờ luôn các bạn. Nhưng mà cái bến phà này nó rất là lớn nha các bạn nha. Bến sông này nó rất là lớn, cái sông rất là lớn. Mình nhìn mình không thấy bên kia luôn các bạn. Nhìn không thấy bên kia đâu. Đó. Nè các bạn xem nè, đó. Mình quay lại các bạn xem thấy không?
vàng ha. Đây là cổng vào miếu Bà Chúa Xứ nè, phía trong đó là những cái đền, những cái điện rất là đẹp các bạn thấy không, kiến trúc xây rất là đẹp các bạn ha. Đó, rồi bây giờ hai chồng mình sẽ mua hoa và trái cây để vào viếng Bà Chúa Xứ nha các bạn nha. Hoa sen rất là đẹp luôn các bạn ơi, mình quyết định mua một bó hoa sen và một giỏ trái cây để vào viếng bà nha các bạn nha. Đây các bạn, đây là lối vào nè các bạn ha. Đó các bạn.
có trứng non, có sườn nướng, có gà nướng, có heo quay, rồi sườn chả chiên, rồi nói chung là rất là nhiều món ăn các bạn. Nhưng mà mình muốn review để gửi đến các bạn cái vị cơm truyền thống của cơm tấm Long Xuyên, cho nên mình kêu hai dĩa cơm tấm các bạn ha. Đây, chú nướng thịt, nhìn màu thịt rất là đẹp các bạn ha. Thì hai vợ chồng mình kêu hai dĩa cơm tấm Long Xuyên ra thì mình thấy là cơm tấm truyền thống nó cũng đơn giản, không có gì đặc sắc. Các bạn cũng có trứng nè, chả và thịt ram thôi, với lại bì. Mình thưởng thức thì mình thấy nó cũng bình thường, nó không có gì đặc sắc đâu các bạn nha. Nước mắm thì nó hơi không hợp khẩu vị của người thành phố lắm, nó không có đậm đà. Rồi, mình cũng xin kết thúc video ở đây các bạn ơi ha. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mình xin chúc cho cả nhà luôn được bình an và dồi dào sức khỏe, mọi việc hanh thông, bạn đều như ý các bạn nha. Đây là cái cầu Dầm Cống. Khi hai vợ chồng mình ăn cơm tắm xong thì lên xe đi về thành phố Hồ Chí Minh luôn các bạn ha. Trên đường về thì có đi ngang cái cầu Dầm Cống, nên mình có quay một khúc để chia sẻ đến các bạn ha các bạn ha. Cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video mới gửi đến các bạn nha các bạn nha. Hãy nhớ là cho mình xin một like, một chia sẻ và một bình luận thật là hữu ích để kênh ngày một phát triển hơn nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn nha. Video sau mình sẽ review phố ẩm thực ở Long Xuyên để gửi đến các bạn nha các bạn nha. Các bạn hãy theo dõi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.